Người khôn ngoan chẳng dám cả gan làm trái. Quyền năng Chúa luôn luôn vĩ đại, ai chống nổi cánh tay dũng mạnh của Ngài. Ở anh rầy là người khôn, đang sống trong đời văn minh cách trí. Hãy tạc ghi mấy gương khổ bức nhạc tiền, mà dốc lòng chở ngã nghiêng theo đàng vầy, kẹo đào đầy xa lỗi cực nan. Đó là kệ về có tội thì trũng là hòa dâm, làm giữ mắc hòa. Chở phước thiền thì làm sao anh cũng đã rõ. Đời này làm lành ắt cũng gặp lành, như lời kinh thánh rằng: tôi từ nhỏ đến già nào hề thấy kẻ lành mà phải đấng tạo hóa bỏ tàn mạng. Mà thực quả, thấy nhà nào ăn ngay ở lành thì thiên hà cũng đem lòng yêu chuộng, dẫu có nghèo cũng chẳng đến đổi cực nan. Thực ta thường thấy dân nào nước nào lo bề đạo đức, trên biệt thương lo cho dưới, dưới biệt phân lời trên, trên dưới dân sự đều lo ăn làm mà chẳng nghe làm điều tà về. Ấy là dân cường nước mạnh, mau tận phạt hưng thành cùng nên giàu sang. Nhà mà biết tu nhân tích đức thì bằng đằng ôn hòa vui vẻ, của tiền vơi đến cho mình, chẳng những đời mình mà hầu lai cũng đều sung mãn. Vậy người khôn muốn sống đằng mọi bề an lạc thì hiểu rõ, lành dự thượng phạt chẳng phải đời này mà thôi, phải có đời sau nữa, nên chẳng hề khi nào dám làm trái, như sẽ thấy mấy điều bạc bỏ sau này. Chị em thân mến, cha Giuse đã dựa vào lời kinh thánh mà cha hằng đọc và suy ngẫm để nhắc nhở chúng ta rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những người lành, trái lại còn ban cho gia đình họ thêm phú túc giàu sang. Chúng ta quyết tâm sống lời thánh vịnh mỗi ngày là cố gắng giữ sao tâm hồn sạch tội, sạch từ tâm ý sạch ra muôn lời. Nhờ đó, Chúa sẽ tiếp tục yêu thương và ban muôn ơn lành cho hồi dòng chúng ta. Lạy Chúa, người đầu tiên khi chúng con thức giấc là nhớ đến Chúa, dâng ngày sống cho Chúa. Khi đêm về, trước khi đi vào giấc ngủ, người chúng con nhớ đến cũng là Chúa. Chúng con tạ ơn đã thương yêu gìn giữ ngày qua và phó dâng đêm nay cho Chúa. Xin Chúa nghe mắt nhìn, ban ơn giúp chúng con sống tròn lành hơn trong mỗi phút giây cuộc sống, để từ tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con đều có Chúa. Amen. Đoàn con.